trong video hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị em cách sử dụng cái ứng dụng bộ sưu tập của điện thoại samsung tạo nên một cái video thật là chuyên nghiệp thì trong cái một bộ sưu tập của samsung nó có trang bị cho mình một cái công cụ chỉnh sửa video chỉnh sửa ảnh rất là chuyên nghiệp mà đa số khách hàng không biết sử dụng thì trong video này em sẽ hướng dẫn cho anh chị làm điều đó rất đơn giản như sau đầu tiên thì anh chị mở bộ sưu tập của mình lên. Trong bộ sưu tập của mình nó sẽ có hiệu hiện những cái biểu tượng hướng dẫn như sau. Thì mình muốn tạo một cái video chuyên nghiệp thì mình ở đây nó có cái biểu tượng là cái cái hình cái đo cái đoạn phim và cái dấu cộng thì anh chị bấm vào đây để chọn ảnh và tạo phim. Còn nếu như mà cái điện thoại nào mà nó không có cái dấu cộng với cái hình đoạn phim ở đây thì mình tiến hành bấm vào ba chấm và mình bấm chữ tạo phim và mình tìm cái chữ tạo phim như trong cái điện thoại này đây cái này là chiếc điện thoại đề mới nó sẽ hiện ra như thế này anh chị xem thì cái điện thoại đề mới á thì anh chị nếu mà không có giống như bên cái điện thoại cũ thì anh chị bấm vào ba chấm và ở đây nó hiện mỗi cái chữ tạo thôi thì mình bấm vào chữ tạo và lúc này mình chọn phim ảnh nè mỗi đầu mình chọn mình tạo phim và bắt đầu mình bấm vào phim ảnh thế là bắt đầu nó tạo và ở đây là em hướng dẫn trên chiếc điện thoại cũ cái cách thì khi mà mình tạo phim thì nó chỉ cách khác khác một xíu ở cái cách là mình chọn ảnh để mình tạo phim và cái cách mà mình bấm vào thôi còn thật ra thì cái cách làm thì nó đều như nhau thì cái cách này là cái cách mà anh chị có thể tạo những bức ảnh thành một đoạn phim và anh chị cũng có thể tạo những cái video những cái cái đoạn phim mà anh chị đã quay bằng điện thoại để tạo ra một cái phim mới có nghĩa là mình ghép nhiều cái đoạn phim phim ngắn thành một cái đoạn phim dài kiểu như thế và bây giờ thì mình uh, tiến hành mình uh, bấm vào tạo phim thôi đây hình cái uh, máy quay phim và có một cái dấu cộng hình cái đoạn phim và có một cái dấu cộng và bây giờ em tiến hành vừa ghép ảnh vừa ghép đoạn phim luôn em gộp lại là một nghĩa là anh chị muốn ghép sao cũng được rất đơn giản em chọn hết luôn nếu mà anh chị chọn những cái tấm ảnh anh chị có thể lựa tấm như thế này nè nhưng em thì không em lựa em chọn hết em chọn hết như thế luôn và sau đó khi mình chọn ảnh xong và ở cuối cùng này có chữ tạo phim thì mình tiến hành bấm chữ tạo phim và khi mà anh chị bấm vào tạo phim á nó hỏi anh chị có cho phép truy cập Uh, bộ nhớ và thông tin đa phương tiện hay không Anh chị nhớ bấm cho phép Và đồng ý giúp em Và bây giờ mình bấm vào cuộn nổi bật Bấm vào đây Anh chị nên nhớ là chọn cuộn nổi bật Để cho nó đẹp Và trong cái quá trình mà mình bấm cuộn nổi bật Thì ở đây Nó sẽ có những cái mục để mình chọn Ở đây nè Anh chị thấy không Đây là gì Đây khi anh chị chọn vô đây Nó sẽ ra một cái nhạc và nó làm cho cái hiệu ứng chuyển đổi này nó khác nhau. Đó, đây là cái hiệu ứng chuyển đổi nè, nó 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 chuyển từ trái sang phải và mình bấm vào chuyện tranh nè. Và mình xem. Nó ở giữa, nó thung về trên và dưới. Anh chị thấy nó hoàn toàn khác. Và anh chị có thể bấm vào nút play ở đây để mình xem thử. Nhưng nếu mà anh chị xài để tạo một cái video để xài trên chiếc điện thoại và gửi cho bạn bè xem cho rõ. Thì anh chị chọn vô cái tỷ lệ Đây là cái tỷ lệ nè Mình tích vào đây Mình chọn cái tỷ lệ 1.1 Ở đây nó sẽ hiện tỷ lệ Anh chị bấm chừng nào nó ra 1.1 thì thôi 1.1 để làm gì Để cho, cho nó làm cho cái ảnh này nó to ra Toàn màn hình ra Khiến cho mình xem nó dễ dàng hơn Và ở đây nó có cái thời gian Là cái thời gian cuộn Đấy Và khi anh chị muốn tạo một cái video Mà nó cuộn từ từ Thì anh chị kéo cái thanh này nè kéo hết lên trên kéo hết lên trên luôn cho nó làm chậm cái tốc độ cuộn lại nó càng làm chậm cái tốc độ cuộn thì mình càng xem được tấm hình đó lâu và mình càng thấy cái video mình tạo ra nó chuyên nghiệp hơn chứ nó cuộn rất là nhanh mình nhìn cảm giác nó sẽ nhanh chán và sau đó anh chị cũng có thể là bấm vào cái hình nốt nhạc như thế này để mình thêm nhạc vào đây mình tích vào đây và khi mà mình thêm nhạc thì mình nên thêm những cái đoạn nhạc nó có sẵn thôi cho nó đỡ gắt gói tại vì cái kênh youtube của em đa số khán giả là người lớn tuổi em không dám chỉ và hướng dẫn quá nhiều sợ các cô các chú hay quên và khi mà mình bấm vào cái hình nốt nhạc này nè thì ở đây nó hiện ra rất là nhiều cái dòng nhạc anh chị tích vào cái chữ nhỏ này đây là một đoạn âm nhạc nó đang hát đây nó đang hát em cho anh chị nghe nè Đấy Nó đang hát như thế Nhưng em không dám bật lên Bởi vì em sợ dính bản quyền của Youtube Nên là em không dám bật lên Chứ thật ra là nó đang có nhạc Và anh chị tích vào cái dòng chữ nhỏ này Và bây giờ mình tiến hành nghe thử những cái đoạn nhạc này Thì khi mà mình bấm vô Mình chờ cái dấu tải xuống này nó tải Và khi mà cái cái nốt nhạc này nó nhảy 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 là Nghĩa là anh chị đó đang nghe được Nếu mà anh chị thích một đoạn nhạc nào đó Anh chị cứ nghe Nghe thử xem nếu nghe ưng một cái đoạn nhạc nào thì bắt đầu ví dụ như đang nghe ưng một cái đoạn nhạc này đi thì mình tiến hành mình trở về và mình sử dụng cái đoạn nhạc này và ở đây nó còn rất là nhiều dòng nhạc để mình chọn nè ví dụ như dòng nhạc hư giãn nè nên mình bấm tải về và lúc này nó đang hát đang nó đang hát nè đấy nó đang hát và mình trở về sau đó mình sử dụng cái đoạn nhạc này và mình đã xong rồi mà mình bấm lưu. Anh chị luôn nhớ là chọn 11 một một cho tỷ lệ cái khung hình nó đẹp ra. Còn ví dụ như mình chọn 9.16 hoặc 16.9 nè, nó sẽ nhỏ lại. Anh chị lưu ý, cũng không chọn 43 không chọn 34 luôn mà mình chỉ chọn 11 một một thôi để cho nó đẹp, cái hình nó to ra nhìn nó đẹp và rõ. Và sau khi mình làm hết tất cả các bước cần thiết thì mình tiến hành bấm lưu. Và anh chị luôn luôn lưu ý là ở đây là cái khung thanh này nè. Cái khung này là để mình chỉnh cái tốc độ cuộn nha anh chị em nhắc lại một lần nữa đó là chỉnh là cái tốc độ cuộn và mình bấm lưu là xong và đây là mình bấm lưu và sau khi chờ video nó lưu video này nó lưu xong thì em sẽ hướng dẫn lại một lần nữa gọn gàng và nói thật là nhanh để cho anh chị dễ hiểu và bây giờ nó đã lưu xong rồi và mình tiến hành trở về mình mở bộ sưu tập ra mình xem coi cái đoạn video này nó có đẹp hay không đây là cái hình cái lo mình mở lo lên mở lo lên và mình bấm play ở đây thì anh chị lưu ý là trong quá trình sử dụng thì mỗi lần mà cái có có cái khung thông báo hiện lên là có đồng ý cho phép hay không anh chị luôn luôn bấm đồng ý và cho cho phép giúp em để anh chị xài ứng dụng cho nó dễ dàng hơn đấy và bây giờ cái tốc độ cuộn nó rất là chậm và nó làm cho cái hình ảnh đó.